Ngày 16 tháng 11, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy đã đi kiểm tra công tác hiến đất chuẩn bị mặt bằng xây dựng tuyến đường liên huyện đi qua địa bàn phường Phương Nam. Tuyến đường liên huyện Đông Triều Uông Bí có chiều dài trên 3 km đi qua địa bàn các khu Phong Thái, Bạch Đằng 2 và Hiệp Thanh của phường Phương Nam. Đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ đi lại và tiêu thụ quả vải chín sớm của gần 700 hộ dân địa phương, trong đó có 300 hộ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến ngày 16 tháng 11 đã có 95% số hộ đồng tình hiến đất làm đường, trong đó có 8 hộ tự nguyện tháo rỡ công trình nhà ở, diện tích từ 15 đến 54 m2, 63 hộ tháo rỡ tường rào cây cối và vật kiến trúc. Hiện cấp ủy chính quyền các đoàn thể phường phương Nam đang tích cực vận động tuyên truyền để các hộ còn lại đồng thuận hiến đất, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện phối hợp hỗ trợ các gia đình tháo rỡ nhà, cây cối và vật kiến trúc được biết tuyến đường này sau khi nâng cấp mở rộng sẽ có chiều rộng trên 13m gồm hệ thống rãnh thoát nước về hè kinh phí xây dựng từ ngân sách thành phố